đỏ mặt trước cảnh nóng của Ninh Duân Ngọc trong phim mới, lần đầu lột sạch 100% trên màn ảnh. Mới đây, phim điện ảnh Cô Gái Từ Quá Khứ do Ninh Duân Ngọc và Cai Tinh Nguyễn đóng chính đã tung trailer chính thức. Xuyên suốt hơn 2 phút của đoạn phim giới thiệu, bên cạnh loạt tình tiết ly kỳ, giật gân, trailer Cô Gái Từ Quá Khứ còn gây sốt khi hé lộ một phần cảnh nóng sẽ xuất hiện trong phim của Ninh Duân Ngọc. Đang nói theo những hình ảnh trong trailer, ở phân đoạn này thì nàng ngọc nữ không chỉ hở chút ít mà đã mạnh bạo lột sạch 100%, khiến ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng. Được biết sau 12 năm vào nghề, đây là lần đầu tiên Ninh Duân Ngọc dám chơi lớn, quay một phân cảnh táo bạo như thế này. Trước đó khi đóng Cánh Đồng Bất Tận 2010, nữ diễn viên từng thẳng thừng nói rằng sẽ từ chối diễn cảnh nương bị cưỡng bức nếu buộc cô phải cởi đồ. Chính vì vậy mà giờ đây, khán giả khó tránh khỏi ngạc nhiên khi người đẹp gái già lắm chiêu chấp nhận thay đổi quan điểm, hy sinh cho vai diễn mới. Chia sẻ về cảnh nóng trong Cô Gái Từ Quá Khứ, Ninh Duân Ngọc bộc bạch: suốt 12 năm làm nghề, nguyên tắc của tôi là luôn hỏi trước đạo diễn rằng phim này có cảnh nóng phải cởi đồ hay không, tôi mới dám nhận. Với nhân vật Hoàng Quyên thì nhân vật của Ninh Duân Ngọc trong Cô Gái Từ Quá Khứ, tôi phải chút bỏ sơ mi để quay cảnh nóng và đó là một điều không hề dễ dàng. Ngay cả khi mình rất tin tưởng ekip cũng như bạn diễn của mình, đến giờ này tôi rất hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả. Khác với câu chuyện tình yêu ngọt ngào và hào nhoáng của giới siêu giàu trong siêu phẩm Cùng Cha Đẻ là Gái Già Lắm Chiêu, phim điện ảnh Cô Gái Từ Quá Khứ phơi bày những mặt tối của nữ chính với hàng loạt những nghi án về ma túy, đường dây bán dâm trong showbiz và cả chuyện tày trời, giết người. Ngoài hai nữ chính Ninh Duân Ngọc và Cai Tinh Nguyễn, phim còn có sự tham gia của nhiều cái tên đình đám như Lãnh Thanh, Lê Xuân Tiền, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Ốc Thanh Vân, Phương Lan, Thoại Tiên, Thùy Anh, Xuân Lan cùng nhiều diễn viên khác.